Cả nhà ơi, hôm nay thì Trà sẽ sử dụng em mảnh tre này như thế nào để trang trí Tết thì cả nhà cùng đón xem nha. Nhanh nhanh lên nào, sắp đến Tết rồi, cả nhà tranh thủ decor không gian nhìn cho rực rỡ đón chào năm mới nha. Cái mẫu này thì Trà gọi là mảnh tre tạo hình. Bình thường thì mọi người hay mua cái mảnh này về để làm ra những cái chiếc đèn rất là sáng tạo dễ thương lắm nha. Nhưng mà hôm nay thì Trà sẽ ghép lại thành một cái hình ngôi sao 8 cánh. Sau khi đó thì Trà sẽ sử dụng dây thừng luồn qua và cột cố định cái hình ngôi sao này cho nó chắc chắn. Cái họa tiết mảnh tre Hoa Thị này là Trà cực kỳ thích luôn á. Nên là Trà sẽ đề co ở phía giữa kèm chung với dây ri băng viền xung quanh. Để tạo được cái điểm nổi bật của cái ngôi sao 8 cánh này thì chắc chắn là sẽ cần một ít hoa kèm chung với là những cái quạt xếp rực rỡ như vậy. Mình sẽ đính bằng keo nến rất là dễ dàng lên trên nền mảnh tre đã được cố định ở phía dưới nha. Cả nhà vẫn có thể sử dụng những loại bông khác, nhưng mà Trà thấy thì khi mình dùng những loại bông màu đỏ như vậy thì ngôi sao nó sẽ trở nên nổi bật và sang trọng hơn đó. Nói chứ tôi cũng không biết nên gọi là hình ngôi sao hay là hình bông hoa khổng lồ nữa đó cả nhà ơi. Bông hoa này rất là to nha, để con ngay chỗ giường ngủ rất là xinh luôn. Và tôi làm tận 2 cái luôn đó. Tôi không chắc là cả nhà đều nghĩ là hai cái ngôi sao này là tôi sẽ decor ở phòng ngủ đâu đúng không? Vậy nên cả nhà muốn biết hai em này sẽ được trang trí ở đâu thì xem tiếp video sau nha. Hey, mấy mấy mai.